Hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái đồ giải mã. Mồi đây, kim giải mã, không cần đĩa mồi. Đèn ông ngàn 6 AL. Đây là con đầu giải mã mà nó có được hai cộng các quang vào. Rất là thuận lợi cho các bạn nào mà chơi nhiều cái nguồn vào. Ví dụ như các bạn có một cái tivi phát nhạc vào và một cái đầu DVD chúng ta phát vào. Ngoài ra thì nó còn có cộng coaxial nữa là 3, để chúng ta cải thiện cho những cái đầu CD có cái chất lượng dở. Thì cái con này màu vàng rất là đẹp. Nó có một điểm trừ là nó bị cấn ở chút xíu ở đây. Thì mình cũng sẽ bớt cho các bạn. Đó, điểm trừ đó. Giá thị trường nó khoảng 7 triệu rưỡi, còn giá bên mình bán là 6 triệu rưỡi nha. Màu vàng gold, sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V nội địa Nhật. Đây, mình quay các cái nói phía sau. Thì các bạn chủ yếu là chúng ta quan tâm về cái cổng vào thôi nha. In thì nó có đi thồ in 3 đường, trong đó hai cáp quang một đồng trục. Còn cái in analog chỉ là để ghi thôi chứ nó không có chức năng giải mã nha, lưu ý cho mình là như vậy. Khi chọn xong, khi ghim xong cái lỗ vào thì các bạn sẽ chọn cái đường vào ở đây, op 2, op 1. Sau đó các bạn bấm cái nút EXT Monitor là làm giải mã được thôi. Rồi, giá chỉ 6 triệu rưỡi. Bây giờ mình sẽ test chức năng giải mã cho các bạn. Chức năng mở đây thì nó đọc nghiêm chỉnh nha. Rồi, bên mình có bán dây loa các thương hiệu như Litton. Dây này là 1 triệu mốt một bộ, dây mạ bạc của Mỹ. Cái đầu jack này thì đầu jack cắm Trung Quốc thôi nha. Đầu giá cắm này tùy chọn, các bạn có thể lấy cái đầu loại mỏ chim hoặc là bắp chuối để phù hợp cái loa. Thì các bạn cứ báo cho mình, mỗi bên 2,5 m nha. Dây này là 1,1 triệu. Dây audio quét này thì là 600 ngàn này. Dây này cũng của Mỹ nhưng mà cái đầu giá cắm này thì cũng y như mình nói, của Trung Quốc. Rồi cặp loa cái đèn ông này giá 6 triệu rưỡi. Ngoài ra bên mình có bán USB và ổ cứng chép sạc nhà chất lượng cao. Một cái USB là 128 GB 800 ngàn, còn một ổ cứng là 1000 GB giá 2 triệu. Tình em tới rồi mà tặng anh.
thương.